Thanh Ngân, ví dụ bây giờ tao không làm troll nữa, mà bây giờ tao làm một cái chuyện khác á, thì mày có ủng hộ tao không? Chỉ cần là mày không troll thôi, mày làm nghề gì tao cũng ủng hộ mày hết á. Mày chắc chưa? Chắc á. Ê, nhưng mà không có được họ, không có được là làm trái pháp luật nha, làm về đúng với pháp luật này kia. Chắc chắn. Chắc. Mày thề đi. Ok, không những tao, tao ủng hộ mày, cả dòng họ tao ủng hộ mày luôn. À, vậy thôi, bây giờ mày ủng hộ tao luôn đi, mày mở hàng cho tao luôn đi. Nhưng mà mày làm cái nghề gì mới được? À, tao bây giờ tao kinh doanh dịch vụ bán hòm á. Dịch vụ bán hòm á. Mày điên hả? Mày điên sao ủng hộ? Nghề gì cũng làm đi, làm nghề bán hòm. Ủa, cái này ủa là cá đi. Mày khùng. Ủa, vậy đem cá đi.